Theo Thượng tá Nguyễn Văn Luân, trưởng Công an huyện Tân Trụ, vào khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2023, lực lượng tuần tra Công an huyện phối hợp Công an xã Nhật Ninh phát hiện ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên mang theo hung khí có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Bước đầu, lực lượng công an đã đưa 10 đối tượng về trụ sở Công an xã Nhật Ninh để làm việc, thu giữ nhiều hung khí và 7 chai nghi là bơm xăng. Hiện vụ việc được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Ngay trong đêm, trưởng công an huyện đã thưởng nóng 5 triệu đồng cho lực lượng cán bộ chiến sĩ vì có thành tích kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm về trật tự công cộng.